Hello, em Đức Kiêu xin kính chào toàn thể các bác ạ. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Đồng Hồ Cổ Đức Kiêu Channel TV. Và trong phiên phát sóng ngày hôm nay thì bên em lại lên sóng một số những cái mẫu sản phẩm hàng mới về tại shop. Rất nhiều những cái dòng sản phẩm hàng xưa đã qua sử dụng, chất lượng vẫn còn rất là tốt và đẹp. Thì trong phiên ngày hôm nay rất hân hạnh được phục vụ các bác những cái mẫu sản phẩm của shop nhé. Và em xin phép được review mẫu đầu tiên trong phiên ngày hôm nay. Đây, một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Rado. Đấy. Chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Rado của Thụy Sĩ các bác nhé, phiên bản Diastar. Đấy. Chiếc này thiết kế của nó là form trứng ạ. Form trứng. Đấy. Vỏ đá mạ vàng. Phiên bản dòng Diastar. Mặt của nó thiết kế rất là đẹp các bác, mặt vàng với bộ kính vát. Đấy, bộ kính vát, vát thiết kế vát theo kiểu giác hình chữ nhật nhá. Đấy, vát giác theo kiểu hình chữ nhật. Cho nên là nhìn cái mặt số của nó, màu ánh sáng bắt rất sáng, rất là tốt. Đấy, một chiếc đồng hồ thương hiệu Rado chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Đấy, máy tự động các bác nhé, máy tự động. Thiết kế 3 kim 2 ô lịch lập cốc 6 giờ này. Đấy. Không hiểu sao rất là có đặc biệt và ấn tượng với những phiên bản đồng hồ mà được thiết kế lịch lập cốc 6 giờ. Đó. Rất là ấn tượng các bác, đẹp lắm. Vừa mang ý nghĩa phong thủy lại còn vừa thiết kế ở góc 6 giờ. Đó, nhìn cái mắt đồng hồ thiết kế của nó rất là dễ nhìn các bác, rất dễ nhìn bắt mắt. Đó. Các cọc số đính đá. Đó. 11 cái cọc số đính đá thiết kế quanh viền. Đó, vỏ đá mạ vàng, logo Diastar. Và đặc biệt là chiếc Rado để được lắp một bộ dây cực kỳ chất lượng các bạn. Một bộ dây mạ vàng 22K. Đấy. Đấy, một bộ dây mạ vàng 22K các bạn. Bọc vàng quên. Bọc vàng 22K. Đấy. Riêng bộ dây này các bác mua ở ngoài không đã chết tiền rồi. Bộ dây kim loại có khóa bọc vàng 22K nhé. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn ạ, mới lắm. Đấy, dây này mà các bác mua thật sự luôn là lắp vào chiếc Rado này hơi phí. Đó. Nhưng mà em mua từ bên kia về thì các bác tay họ lắp nhá. Đấy. Chứ em không lắp. Đấy, thì nguyên bản của sợi dây là như thế này. Đấy. Thì các bác có chốt mẫu này bên em thì chốt nhá. Sợi dây này thật ra lắp vào những chiếc đồng hồ mà hàng cao cấp giá trị thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Đấy, riêng bộ dây bọc vàng 22K mới tinh, thương hiệu Maruma đến từ Nhật, bọc vàng có khóa dây kim loại. Đấy, máy là máy Rado tự động chính hãng đến từ Thụy Sĩ, size mặt là 35, form trứng. Chốt cho em chiếc Rado ngày hôm nay mã 1 nhá. Mã 1 cả đồng hồ cả dây em để là 3 triệu các bác. 3 triệu chốt cho em mã 1. Đấy, riêng bộ dây này rất quý luôn ạ, hàng đẹp, bọc vàng, chất lượng. Em lên tay cho các bác xem nhá. Đấy, dây này thì có cái mắt của nó mình thu ra thu vào được. Đấy, các cái mắt dây thu vào thoải mái. Đấy. Lên tay form này kiểu dáng cũng rất là độc đáo. Đấy. Chốt cho em mã 1 trong phiên ngày hôm nay nhé. Để cho các bác là 3 triệu. 3 triệu cho chiếc Rado. Đấy, phiên bản hàng xưa chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Vỏ đá mạ vàng. Đấy. Em lên mã số 2. Mã 2 trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Technot. Đấy. Mã 2 trong phiên ngày hôm nay là một chiếc Technot phiên bản Star Chip này. Đấy, một chiếc đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ khác, mang thương hiệu Technot. Chiếc này được thiết kế vỏ size to các bạn, niềng băm. Size 35.5 nhé. Đấy, niềng băm khía to. Đấy, kính zin có lúp soi này. Một chiếc đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Đấy, một phiên bản hàng xưa siêu tầm. Đấy, đáy là logo sư tử các bác nhé. Đấy, những phiên bản hàng siêu tầm. Cho nên là cái thiết kế các bác nhìn đằng sau đáy của nó có cái logo phiên bản kỷ niệm. Logo thương hiệu sư tử này. Đấy, Technot. Lớp vỏ bọc vàng, đáy là thép inox. Thiết kế 3 kim, mặt trắng chảy tia 3 kim 1 ô lịch cốc 3 giờ. Liềng băm khía. Đấy. Mặt trắng chảy tia các bác nhé. Bộ cọc số là cọc số hình ô quả chám, kết hợp với cọc số đôi mạ vàng. Đấy, một chiếc Technot chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Size 35.5, máy tự động.
Đấy, máy tự động zin nguyên hết các bác nhé, máy tự động nguyên bản. Đấy, hình thức còn đẹp mới. Đấy, lên tay cho các bác xem trước tech note ngày hôm nay. Đấy. Đấy, phiên bản Star Chip 30 chân kính. Đấy, máy tự động 30G automatic size to. Đấy, lớp vỏ bọc vàng mới sáng, kính cong liềng băm khía tạo điểm nhấn. Đó, chốt cho em chiếc chiếc note ngày hôm nay nhá. Tech note em để là 2,5 triệu, 2,5 triệu ngàn đồng, chốt cho em mã số 2. Đấy, mức giá rất là tốt để các bác chơi. Tiếp theo em lên mã 3 này. Mã 3 trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Miro nhá. Một chiếc đồng hồ Miro. Miro Commander phiên bản máy ETA Thụy Sĩ các bác nhá. Đó. Xe mặt của chiếc đồng hồ là size 37 ạ. Sai mặt là 37 không tính đúng này. Đấy, một chiếc Miro Commander phiên bản Ocean Star Days Today. Đấy. Mặt trắng nhá, 3 kim, 2 ô lịch cốc 3 giờ, các cái cọc số màu của nó màu đen à màu xanh đẹp quá các bác. Đấy. 12 cọc số màu đá xanh nổi rất là bắt mắt trên nền mặt nhá. Đấy, dây khóa zin này. Đấy, dây khóa zin nguyên bản. Vỏ toàn thân là thép inox. Suýt mết. Đó. Mẫu này thì các bác lưu ý một chút là những cái phiên bản này thì bao giờ đáy nó cũng là đáy đúc nhá. Đó. Đáy đúc, bây giờ mình muốn mở máy ra là mình phải thứ nhất là bóc kính này, rút lúm này, đấy, bóc kim, bóc mặt lên thì mới xem được máy các bác. Đấy. Bởi vì phiên bản này thiết kế của nó là toàn bộ cái phần vỏ của nó là đáy đúc, không có chỗ để mở. Đó. Miro Commander, máy Thụy Sĩ ETA, size 37. Đó. Hình thức vỏ thép mới sáng bóng. Lên tay cho các bác xem chiếc Miro nhé. Đấy, Miro Commander Ocean Star Days Today. Đấy. 3 kim, 2 ô cửa lịch, cốc 3 giờ, các cọc số màu xanh đẹp lắm nổ. Dây khóa dài. Chốt cho em mã số 3 trong phiên ngày hôm nay cho chiếc Miro. Mã 3 em để là 3 triệu các bác. 3 triệu nhá, chốt cho em mã 3. Mã đầu năm giá rất là tốt rồi. Đấy, zin hết cả dây ở khóa, cầm chiếc đồng hồ trong tay nó đầm lắm. Mướt lắm. Chốt cho em 3 triệu mã 3 này. Tiếp theo mã 4 ạ. Mã 4 trong phiên ngày hôm nay em lên một chiếc đồng hồ thương hiệu Cordura các bác nhé. Đó, một chiếc đồng hồ Cordura đến từ Thụy Sĩ này. Đấy, em lên code cho nó chạy. Cordura. Size mặt của chiếc đồng hồ là size 37.5 nhé. Đấy. Size mặt là 37.5 không tính núm đây. Máy cơ cót Thụy Sĩ. Đấy, một phiên bản chính hãng. Đó, phiên bản này là phiên bản dòng chuông các bác nhé. Dòng chuông. Đấy, dòng chuông Alarm 17G. Mặt thiết kế, cái form thiết kế của đồng hồ thiết kế rất là độc đáo. Đó, các bác nhìn đấy, thiết kế kiểu dáng form thùng rượu nhé. Form thùng rượu. Size mặt của chiếc đồng hồ là size 37.5 này. Đấy, nó có hai lúm, một lúm chỉnh giờ và lên cót, một lúm là cót chuông. Đấy. Máy cơ cót 17G. Một phiên bản chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Những cái phiên bản mà bao giờ có chuông báo thức đi kèm đấy các bác. Đó, nó giá trị của nó cao cấp hơn và cỗ máy của nó có thêm chức năng chuông nên là nó đắt hơn các bác nhé. Lưu ý cho em một chút. Đấy, những cái phiên bản máy có chuông bao giờ đắt hơn. Đó, mặt là mặt vàng trải tia này. Mặt vàng trải tia. Đấy, thiết kế 3 kim, 1 kim là kim chuông. Đó, 1 kim là kim chuông màu đỏ này là kim chuông. Đấy, nước vỏ bọc vàng, đáy là thép inox, logo đằng sau này. Logo vương miệng và hai cá ngựa. Đấy, hai chú cá ngựa hai bên logo vương miệng. Đó, bộ dây là bộ dây thiết kế rất là độc đáo, bộ dây kim loại ở trên và dây chun ở dưới. Đấy, thiết kế một nửa là dây kim loại và một nửa là dây chun các bác nhé. Đấy. Đấy, bộ dây đi theo chiếc đồng hồ để mình đeo nó có dây chun, nó có giãn đấy. Đấy, có giãn độ tay của mình. Đó, size 375 lên tay. Đấy, này cho các bác xem ạ. Chiếc này độ mới hoàn hảo, cái form thùng rượu này rất là hiếm có trên thị trường này. Đấy, form to đùng luôn. Size 375 nhá, các bác kiếm được những chiếc đồng hồ cổ mà size to như thế này rất là hiếm đấy. Đấy. Chốt cho em chiếc Cordura ngày hôm nay mã 4 nhá. Mã 4 em để cho các bác là 2 triệu. 2 à quên. 3 triệu, 3 triệu. Chốt cho em mã 4 này. 3 triệu chốt cho em mã 4 nhá. Đấy, quên.
Đó, cái sợi dây của nó rất là độc đáo các bác, thì một nửa là dây kim loại và một nửa là dây chun. Đấy. Đấy. Kim loại ở trên thì đeo khỏe khoắn chắc chắn, ở dưới chun có độ co giãn. Đấy. Đàn hồi cho em mã số 4 là 3 triệu cho chiếc Cordura nhé. Đấy. Rất nhiều những mẫu đồng hồ cổ độc đẹp chất lượng mà tới phiên ngày hôm nay. Đấy. Em lên mã 5 này. Mã 5 ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Longines nhé. Một chiếc đồng hồ Longines đến từ Thụy Sĩ, phiên bản máy Chronograph 3 lúm 5 kim. Đấy. Chiếc này size mặt là 37.5. Size mặt là 37.5 nhé. Đấy. Phiên bản cổ size to và chất liệu là vàng đúc 18K nguyên khối này. Đấy, mẫu này đáy đằng sau có triện 18K các bác nhìn nhé. 18K 0750 có triện đầu búa này và hình đầu người này. Đấy. Đấy, hình đầu búa và đầu người nhá. Đấy là những cái dấu triện mộc thể hiện là những chiếc đồng hồ vàng đúc 18K 0750. Đấy. Một chiếc đồng hồ vàng đúc 18K mà size đến 37.5 đã rất là to rồi. Phiên bản hàng xưa cực kỳ to và hiếm nhá. Đó. Máy cơ cót. Để em lên cót cho chạy. Đấy, hết cót là nó đứng rồi. Đấy. Chronograph 3 lúm 5 kim. Chiếc Longines này, cỗ máy của nó là máy cholo cổ. Đấy. Cách tuổi đời cũng phải tầm 5-65 rồi các bác. Rất là sâu tuổi. Toàn bộ phần thân vỏ là vàng đúc nguyên khối 18K. Đấy. Đấy. Chuyện đằng sau đáy các bác nhé. Đấy. Rất là nhiều vàng đấy ạ. Nhiều vàng. Về mình chơi, mình xài những mẫu này đeo trên tay. Đẹp. Đấy. Và những phiên bản dòng máy Chronograph cũng là những cái dòng máy cao cấp. Nó đắt hơn những dòng máy thường các bác nhé. Đấy. Đẹp, size to, cổ điển. Chốt cho em chiếc Longines ngày hôm nay mã số 5 nhé. Siêu phẩm. Siêu phẩm vàng đúc, cổ size to, máy Choro 3 lúm 5 kim. Mã số 5 em để cho các bác là 19 triệu. 19 triệu chốt cho em mã 5 nhé. Đấy, cho chiếc Longines ngày hôm nay. Đấy, các bác có thể tham khảo, ưng thì ủng hộ cho shop. Đấy, thật ra là với cái mức giá này gần như là mức giá em bán tiền vàng là chính nữa các bác. Đấy. Hơn 3 chỉ rưỡi vàng 18K là gần như là lặng trịch như thế này đấy. Đấy. Gần như là bán giá này là giá vàng ấy. Đấy. Các bác cứ đi tham khảo giá đồng hồ ủng hộ cho em. Chốt cho em mã 5 nhé. Cho chiếc Longines là 19 triệu. Mã 6 ngày hôm nay em lên một chiếc đồng hồ mặt xanh. Một chiếc đồng hồ mặt xanh thương hiệu Technot này. Đấy. Thêm một chiếc Technot cổ nữa. Phiên bản này là phiên bản vỏ thép. Phiên bản vỏ thép Technot Kaiser. Mặt xanh. Mới tinh luôn. Mẫu này thì gần như là mới tinh nhá các bác nhá. Hàng lưu kho. Đấy. Em lau một chút đi cho nó đỡ bị mồ hôi vân tay vào. Đấy. Techlot Automatic mặt xanh. Đấy. Phiên bản chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Kaiser. Kính vát. Đấy. Kính vát chém cận. Đấy. Rất là nổi và bắt sáng này. Liềng giật một cấp. Đằng sau đáy logo này. Đấy. Technot Goodwide. Đáy bắt giác đẹp lắm. Đáy xoáy. Dây khóa zin. Đấy. Chiếc này thì zin nguyên bản 100%. Và độ mới cực kỳ cao. Các bác chơi những cái mẫu đồng hồ cổ chính hãng. Đấy. Các bác nhìn sợi dây cũng rất là đẹp nhá. Dây zin. Dây zin đi theo đồng hồ. Đấy. Technot Stainless Steel. Đấy. Đấy. Khóa này, triện cả ở trong và khóa ở ngoài. Các bác nhìn bộ dây của nó này. Đấy, đẹp chưa? Bộ dây thiết kế đấy, các cái vân gân nổi nhá, nhìn trông cực kỳ khỏe khoắn. Mặt màu xanh blue. Đó. Cái mặt màu này cũng là một trong cái màu khá là hiếm. Đấy, chiếc này đẹp mới tinh, zin 100%, độ mới phải đến 98% các bác. Đấy, zin hết toàn bộ luôn. Đấy, lúm vỏ này, dây khóa này, máy móc này, mặt số này. Đấy, tất cả là zin hết. Hàng gần như hàng lưu kho. Đấy. Hiện tại thì dây này đang vào khoảng 3 lớp nhá các bác. Tay to lưới ra đeo thoải mái cho em. Đấy, lên tay cho các bác xem chiếc Technot. Đấy, một mã mặt xanh rất đẹp và hiếm. Chốt cho em mã 6 nhá. Mã 6 trong phiên ngày hôm nay.
mã 6 để cho các bác là 2 triệu. 2 triệu cho chiếc Technot thôi. Đấy, giá cực kỳ tốt rồi. Không có chiếc thứ hai đẹp mới như thế này đâu các bác. Đấy, để còn zin hết nữa chứ. Đấy, chiếc tự động. Chính hãng mặt xanh. Đấy, thương hiệu cũng rất là nổi tiếng đó. Chốt cho em mã số 6 nhá, 2 triệu cho chiếc Technot ngày hôm nay. Đó. Hôm nay về rất nhiều mẫu đồng hồ đẹp. Em để giá tốt cho các bác chơi ạ. Đó, ủng hộ em. Đồng hồ em bán thì những cái mức giá đưa ra ở trên trên này em đưa ra đã là rất là tốt rồi. Đó, các bác lăn tăn về giá cả sản phẩm cứ đi tham khảo thoải mái nhé. Đó. Các bác cảm thấy ok ưng thì ủng hộ cho em. Đó, còn không thì mình cứ đi tham khảo và giao lưu của các shop khác thoải mái. Đó. Bên em thì không đánh thuế, không bắt mua vé mà xem. Đấy, nên là mình có nhu cầu đấy, mua đồ hoặc là mình có nhu cầu muốn vào xem học hỏi kinh nghiệm về đồng hồ cũng như là để ngắm đó thì mình vào mình xem. Tiếp theo em lên mã số 7 này. Mã 7 ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ đến từ Nga nhá, phiên bản tia sét. Đấy. Đấy. Phiên bản tia sét các bác ạ. Đấy. Chiếc đồng hồ Nga lộ địa có cái hình tia sét nhá. Máy cơ cót kim rốn cổ góc 6 giờ. Đấy, liềng thiết kế liềng cố định. Đấy, liềng với các cọc số hình chấm bi và các cọc số tam giác cố định. Mặt đen vân cát. Size mặt của chiếc đồng hồ là size 37 nhá. Size mặt là 37. Đấy, form dáng thiết kế rất là độc đáo. Phần càng liền với cả phần vỏ luôn. Đấy, bộ chân càng liền vỏ. Đấy, to, cặp ôm tay. Đấy, nước vỏ bọc vàng đẹp, đáy là thép inox. Một phiên bản đồng hồ Nga tia sét. Đấy, chạy máy cơ cót kim rốn cổ, đi kèm là một bộ dây lụa mạ vàng nhé. Đi kèm một chiếc đồng hồ là một bộ dây lụa mạ vàng. Đấy. Lên tay các bác nhìn này. Đấy. Độc đáo vô cùng. Đấy. Đeo những cái mẫu đồng hồ cổ mà những cái phiên bản này rất là ít khi động hàng này, đụng hàng. Đấy. Và cỗ máy nó chạy bền bỉ lắm, tốt lắm các bác. Bền bỉ tốt, ít đụng hàng mà giá thành lại rẻ. Đấy. Đến với em thì các bác biết rồi, những chiếc đồng hồ chính hãng, chiếc đồng hồ hàng xưa. Đấy, độc đáo kinh khủng thế này mà giá chỉ có loanh quanh một vài triệu thôi. Đấy, trước đây em đang để là 1.300.000 đồng nhá. 1.300.000. Chốt cho em mã 7 này. Đấy, có hơn 1 triệu đồng cho một chiếc đồng hồ Nga máy cơ cót. Đẹp, mới, độc như thế này. Đấy, giá là rất tốt rồi. Đấy, được thì các bác ủng hộ bên em mã 7 ngày hôm nay nhá. Đấy, 1.300.000 cho chiếc đồng hồ đấy, của Nga phiên bản mặt tia sét. Em lên mã 8 ạ. Mã 8 là một chiếc đồng hồ Rado Jubilee. Đó, tiếp tục một chiếc là đầu phiên là một chiếc Rado cơ và cuối phiên là một chiếc Rado pin. Đó, chiếc Rado Jubilee. Đó, máy Thụy Sĩ, chạy máy pin các bác nhé. Chiếc này chạy máy pin Thụy Sĩ. Phần vỏ và phần dây toàn bộ là được thiết kế bằng đá ceramic. Đấy. Đấy. Sapphire Glass này, đấy, mặt kính là kính Sapphire, thép là thép tung teo, đấy, tung steel, đẹp chưa? Đấy. Quên, chiếc này là vỏ của nó là vỏ đá các bác, không phải ceramic đâu, đấy, vỏ của nó là vỏ đá, đấy. Đấy, trên chất liệu là thép tung steel, ồ chất liệu thép rất là bền. Size mặt của chiếc Rado là size 36 nhá, size mặt là 36 không tính núm ạ, mặt thiết kế mặt đen. 3 kim 1 ô lịch lọc cấp 6 giờ. Đấy. Mặt đen. 3 kim 1 ô lịch lọc. Cọc số 12 giờ đính đá. Đó. Nhìn trông đeo chiếc đồng hồ này rất là bóng nhá các bác nhá, sáng bóng và sang trọng. Mẫu này thì cái dây của nó các bác, dây là dây zin này. Đấy. Dây là dây zin nhưng mà mua về nó hơi bị ngắn một xíu ạ. Dây này hơi bị ngắn, các bác tay khoảng 17 đeo là ok nhá. Khoảng 10 tay khoảng 17 10 16 5 đeo là ok. Đó, em mua về nó hơi bị ngắn, không có mắt. Đấy, các bác là tay nhỏ nhỏ một chút thì các bác đeo là ok. Đấy, cái size tay của đồng hồ nó không nhỏ các bác, nhưng mà cái size dây nó bị nhỏ. Đấy, size của nó là 36 nhá. Size 36 không tính núm. Đấy, đẹp lắm, mới tinh luôn, gần như là mới. Đấy, những cái sản phẩm em lên giao lưu với các bác yên tâm. Không đẹp, không mới, không lấy tiền. Mẫu này hôm nay em để 800 thôi. 800.000 đồng nhá.
800. Chốt cho em mã 08. Đấy. Cái dây của nó hơi ngắn, các bác tay khoảng 16 năm đấy, đổ xuống là đeo là ok. 17 đeo thì hơi kích. Đấy, tay em đeo hơi kích. Đấy. Chốt cho em mã 8 ngày hôm nay, chính hãng Thụy Sĩ các bác nhá. Máy pin em để 800. Theo mã 9 ạ. Mã 9 ngày hôm nay là một mặt dây chuyền chất liệu thạch anh tóc. Đó. Xung quanh là bọc bạc nhá. Thạch anh tóc xung quanh là bọc bạc. Và các cái hóa thạch, cái vân tóc ở trong các bác nhìn này, cái mặt này hình thiết kế hình oval. Đấy. Mặt thiết kế hình oval hình giọt nước. Đấy. Rất là trong nhá. Đấy. Các bác nhìn thấy nhìn cái vân đá bên trong này. À, những cái vân tóc. Đấy. Mặt rất là trong và nét. Đấy, nhìn đấy. Chất liệu thạch anh tóc. Em đo kích thước này. Kích thước mặt là 4,6 phân nhá. Chiều dài là 4,6 và chiều ngang là 2,5. Đấy. 2,5 mà nhân với cả 4,6. Một mặt dây chuyền chất liệu thạch anh tóc, mặt đá trong đẹp. Đấy, các cái vân sợi tóc hóa thạch ở trong này. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Bọc bạc xung quanh viền và có đầu móc. Đấy, mình mà chưa có những cái mẫu này thì mình chốt thôi các bác. Đấy, giá em để rẻ. Mã số 9 hôm nay em để là 800 nhé. Mặt này khá là to đấy. 800. Đấy, vừa bọc bạc. Đấy, vừa thiết kế bọc bạc bo viền. Viên đá cũng khá là to. Đấy. Tóc trong đẹp. 800. Chốt cho em mã số 9. Đấy. Mã 10 ngày hôm nay em lên. Mã 10 ngày hôm nay em lên một chiếc nhẫn. Đấy. Nhìn thì thoạt là tưởng nhẫn vàng các bác. Nhưng mà đây là chất liệu bằng bạc nhá. Một chiếc nhẫn bạc đá ruby. Đấy. Và được mạ vàng. Đấy. Chiếc nhẫn đây là chất liệu bạc mạ vàng đá ruby. Hai bên phần thân thì có khắc chữ phúc và chữ lộc. Đó. Thì là một chiếc nhẫn phong thủy may mắn. Các bác đeo trên tay. Đấy. Vừa có phúc vừa có lộc. Đấy. Và đặc biệt là viên ruby. Đấy. Viên này là viên ruby hàng thiên nhiên. Ruby sao các bác nhìn này. LED chưa? Đấy. Sao 6 cánh nhá. À, sao này sao 5 cánh thôi các bác. Sao này sao 5 cánh. Đấy. Đẹp chưa? Các bác nhìn em chiếu đèn mà các bác sẽ nhìn rõ cái hình ngôi sao ở trên viên đá nhá. Đó, những cái phiên bản này nó là những cái phiên bản hàng sao LED đấy ạ. Cái phiên bản nhẫn hàng sao LED đẹp lắm. Đấy, màu của nó màu đỏ đậm. Đấy, phần bo viền đấy, xung quanh đính đá nhá, tạo nghiệp nhấn rất là bắt sáng. Đó, một chiếc nhẫn bạc mạ vàng khắc hình phúc lộc. Size nhẫn là 19 đây. Size nhẫn là 19 nhá. Em lên tay cho các bác xem. Đeo nhìn đẹp lắm. Màu đỏ từ viên đá phát ruby sao kết hợp với phần viền dưới đính đá. Đó. Đó. Các bác mà cứ đi làm một cái sản phẩm này thì biết, một cái viên đá ruby sao đã mấy triệu rồi. Thêm tiền bạc, tiền công nữa. Còn cái phiên bản đính đá hàng đẹp như thế này nữa. Đấy, chất liệu bạc mạ vàng nhá. Đấy, phúc này, lộc này. Đấy, cực kỳ phong thủy, rất là đẹp. Xung quanh phần viền tròn đính phun đá và viên đá chủ là viên ruby sao. Đó, size 19 ạ. Chốt cho em mã 10 trong phiên ngày hôm nay nhá, cho chiếc nhẫn. Mã 10 em để là 1.900.000 ạ. 1.900.000 đồng nhá, chốt cho em mã 19. Đấy, cho chiếc nhẫn bạc đẹp lắm. Tiếp theo mã 11 ạ. Mã 11 ngày hôm nay em lên một tiếp tục một tác phẩm nghệ thuật các bác. Một tác phẩm nghệ thuật, một mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền hình rồng nhá. Đấy. Rồng 3D, rồng nổi 3D. Đấy, đang cuộn lấy ôm lấy viên ngọc này. Đấy. Rồng cuộn ngọc. Đấy. Đá màu đỏ đẹp chưa? Một khối nguyên đá ruby. Đá đẹp đây các bác, hàng loại đẹp đấy. Kích thước là 4 phân. Dài là 4 phân, ngang là 3 phân rưỡi. Đấy. Đấy, xung quanh là phần đế ở dưới là được chất liệu bằng bạc mạ vàng các bác nhá, bạc mạ vàng, bạc đúc.
mạ vàng. Đấy. Mình xài một thời gian nếu mà như nó mòn ấy thì nó lại ra bạc ấy, nên là các yên tâm. Đấy. Đấy. Mạ lên để cho nó nhìn nó đẹp thôi, giống giống như vàng. Đó. Quan trọng là cái mặt này các bác, mặt ruby, mặt rồng này đẹp lắm. Mặt ruby, mặt rồng này. Đây. Các bác nhìn này, cái chất đá của nó. Chất đá đẹp không? Đấy. Gần như là những cái sản phẩm này thì họ họ thiết kế 3D với cả họ tạo khác, tạo tác đổ đổ khối các bác nhé. Chạm hai mặt luôn, mặt cả mặt trước và mặt sau. Đây, mặt sau các bác nhìn này cũng chạm luôn cả sau nữa. Rất là nổi và nét. Đó. Viên đá này to đùng luôn. To, đẹp, nặng. Đấy, mình đeo trên cổ. Đấy, trên cổ cái mặt dây chuyền này. Hàng này hàng cao cấp loại VIP đấy ạ. Đấy. Nguyên một khối đá ruby các bác nhá. Nguyên một khối đá ruby. Chất liệu bạc mạ vàng. Đấy. Có móc đeo. Chốt cho em mặt dây chuyền ngày hôm nay nhá. Em để cho các bác là 3,8 triệu ạ. 3,8 triệu chốt cho em mã số mã 11. Mã 11. Đấy. Mặt cụ rồng đẹp như thế này. Năm nay là năm tuổi rồng nên là những cái sản phẩm liên quan tới linh vật rồng được các bác săn đón rất là nhiệt. Đó. Đó nào tuổi rồng nữa thì đeo càng hợp mệnh nhá. Đấy. Rồng cuộn ngọc. Đấy. Mang ý nghĩa phong thủy, ôm lấy tiền tài của cải. Đấy. Ôm trọn hết vào người luôn các bác, quấn quanh luôn. Chốt cho em mã 11 3,8 triệu. Những sản phẩm cao cấp dòng VIP. Chốt cho mã 12 nhá. Mã 12 là một chiếc nhẫn phiên bản học viện không quân. Đấy. Air Force này, đá xanh. Đấy. Chất liệu của nó là chất liệu bạc. Một chiếc nhẫn bạc. Ngang nhẫn là size nhẫn là 20 nhá. Size nhẫn là 20. Đấy. Lên tay cho các bác xem. Đấy. Đá xanh. Đá xanh vát chém cạnh. Đấy. Air Force Academy Air Force. Đấy. Một phiên bản nhẫn Mỹ 1993. Học viện không quân 1993. Logo hai bên khắc họa tiết hình đại bàng. Kết hợp với logo đấy, bên này nữa. Các cái logo của trường học viện. Đó. Size nhẫn là 20 các bác nhá. Chất liệu bằng bạc đúc. Lên tay cho các bác xem. Đấy. Chốt cho em chiếc nhẫn ngày hôm nay để cho các bác là 1 triệu ạ. 1 triệu cho em mã 1. Đấy. Bạc rất là dày, nặng, chắc chắn. Đá xanh. Đấy. Các bác là hợp mệnh thích thì chốt luôn. Các cái phiên trước các bác chốt không kịp thì phiên này các bác lại xem và ủng hộ bên em nhé. Đấy. Mã 13 ngày hôm nay. Mã 12 là 1 triệu. Đấy, 1 triệu cho mã 12. Tiếp theo em lên mã 13. Mã 13 ngày hôm nay. Mở cho các bác một chiếc hộp nhé. Mở cho các bác một chiếc hộp Orient. Một chiếc hộp Orient nguyên hộp sổ luôn. Nguyên hộp muối keng. Đấy. Mở cho các bác chiếc hộp Orient ngày hôm nay. Đấy, cho cả các bác cùng chiêm ngưỡng một sản phẩm Orient chính hãng đến từ Nhật. Automatic. Chiếc Orient tự động chính hãng Automatic. Form vuông. Đấy, một cái form mà size to này. Size to. Khỏe khoắn. Size 36 nhá. Đó, chiếc này size 36 mà form vuông thì nó phải ngang tương đương với size khoảng 39 ạ. 39 form tròn, 39-40. Đấy, và đặc biệt là các bác đeo những cái phiên bản form vuông này nhìn lên tay nó khỏe khoắn nam tính. Đó, mới tinh luôn. Không khác gì các bác đập hộp mở ra đâu. Đấy, nguyên cả dây cả khóa này. Nguyên zin cả dây cả khóa nhá. Đấy. Đấy. Mua đồng hồ cũ bên em thì đó. Hàng thì bao giờ cũng là bao chuẩn và bán uy tín. Đó. Những cái sản phẩm em giới thiệu mà có đầy đủ tất cả hộp hiếc các thứ nguyên là em gửi về là y hệt như thế nhá. Không lệch, không khác một cái gì cả. Đó.
và sẽ có bảo hành đến từ shop nên là các bác yên tâm. Đó. Kiểm tra đồng hồ kỹ trước khi gửi hàng. Đó, và mẫu nào mà có trục trặc mà bị lỗi thì em hỗ trợ. Đó. Chất liệu toàn bộ là phần vỏ là vỏ thép inox sáng bóng nhá. Đó. Dây khóa zin hết. Dây khóa zin hết. Đó. Cầm chiếc đồng hồ nặng đầm lắm quá, nặng trịch luôn. Mặt hai lòng thiết kế vân vẩy cá này các bác, vân vẩy cá nhé. Các cọc số thiết kế cọc số trắng. Đó, bộ kim giờ, kim phút, kim dây là thép nung xanh gắn dạ quang. Và hai ô vuông ở trên màn hình là hiển thị ô vuông này là hiển thị lịch thứ này. Đấy. Góc 6 giờ là ô lịch lộc này. Và cái ô vuông bên trái là hiển thị lịch là hiển thị 24 giờ nhá. 24 giờ để phân biệt ngày và đêm. Đó. Chiếc này mới lắm các bác ạ, zin hết. Dây khóa thép đúc, các mắt xích to bản, lên tay form ôm chắc chắn. Đấy. Chốt cho em chiếc Orange ngày hôm nay nhá. Đấy, để cho các bác là 3 triệu. 3 triệu cho em mã số 13. Mã 13 trong phiên ngày hôm nay. Đấy, chiếc Orange chính hãng từ Nhật nguyên hộp. Đấy, độ mới thì không phải bàn rồi ạ. Quá đẹp, quá xuất sắc. Đó. Chơi những cái sản phẩm cũ này các bác mua mua được những mẫu đồng hồ cũ mà qua sử dụng mà còn mới đẹp như thế này, còn nguyên cả hộp này, giá thì rẻ hơn gấp 3 đến 4 lần, thì tội gì mình phải đi mua hàng mới ạ, đúng không? Đấy. Tiết kiệm được chi phí rất là nhiều với những các bác mà không có điều kiện mấy mà muốn chơi, mình có thể lựa chọn những cái shop bán hàng uy tín, shop bán hàng chuẩn chỉ để giao lưu. Cho em mã 13 nhá. 3 triệu cho chiếc Orange. Em lên mã 14 ạ. Mã 14 ngày hôm nay là một siêu phẩm kính. Đó, hôm nay lô hàng mới về được một chiếc kính Mavic chữ H. Đó, chiếc này bọc vàng các bác. Đấy, hôm trước em lên chiếc bọc vàng trắng các bác. Đấy, đã chốt rất là nhanh, hôm nay lên một chiếc bọc vàng nhá. Đấy, chiếc kính cổ bọc vàng thương hiệu Mavic đến từ Đức, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Và chiếc này size là 132. To hơn size trước luôn. To hơn chiếc kính trước. Bọc vàng. To hơn. Đấy. Form là form chữ H. Dòng này thì sau thua mỗi dòng Solex thôi ạ. Dòng Solex chữ H. Đó. Về form dáng, về kiểu dáng thì thật sự luôn là không khác là mấy các bác. Y hệt. Đấy. Mavic này. Đấy. Mavic. Size ngang là 132. Size chuôi là 135 nhá. Size chuôi này là 135 này. Đấy. Bên này chuyện là Germany. Made in Germany. Đấy, Mavic. Thương hiệu kính cổ bọc vàng đến từ Đức. Và chiếc này mới keng luôn. Đấy, mới keng xà beng luôn các bác nhá. Đấy. Mới keng luôn. Đấy. Đẹp, không bong chóc, không xước sát. Em mua về thì hiện tại là đang không có mắt. Đó. Không có mắt ạ. Nên là bác nào mà chốt thì shop sẽ hỗ trợ đi lắp mắt cho các bác. Đó. Size là 132, bác nào mặt to đeo cũng ok. Cái size đấy là size lý tưởng đấy ạ. Size rất là lý tưởng để các bác dễ đeo. Đấy. Cái form có chữ H này, đấy, cái cầu lỗ thiết kế uốn xuống nó tạo điểm nhấn nhá. Cho cái kính này nó tạo nên cái thương hiệu. Đó, form dáng lên mặt trông rất là đấy, cực kỳ đẹp. Đấy, chiếc kính cổ bọc vàng ấy. Siêu phẩm ngày hôm nay nhá. Mã 14 ạ. Mã 14 em để cho các bác là 7 triệu 8. 7 triệu 8 bọc vàng. Hàng xưa. Đó. Cái mẫu này chỉ sau mỗi kính Solex thôi các bác. Đấy. Đẹp lắm. Các bác nếu mà chưa có những cái phiên bản này thì nhanh tay sưu tầm nhá. Đấy. Bởi vì rất là lâu lâu nữa thì mới gặp được một chiếc kính như này. Không phải nó dễ mua đâu các bác. Đấy. Gặp mới có đấy. Còn không thì chịu. Đấy. Nhiều khi là mình có tiền chưa chắc đã mua được. Chốt cho em mã số 14 nhé. 7 triệu 8 em lên mã 15. Mã 15 ngày hôm nay tiếp tục một chiếc kính nữa. Một chiếc kính cổ bọc vàng. Đấy. Form dáng. Đấy, cũng rất là đẹp các bác. Đấy, form dáng mặt rất là dễ đeo. Đây là thương hiệu. Chiếc kính này là thương hiệu Mavic nữa này. Đấy, thêm một chiếc kính Mavic nữa cho các bác nhé. Thương hiệu kính cổ rất là nổi tiếng của nước Đức.
Sai sai chuôi ngang kính là 130 136. Ngang kính là 136 nhá. Và sai chuôi là 135. Các bác nhìn em quay rất là kỹ nhá. Nước bọc vàng đẹp mới sáng kính con. Bọc vàng chịa trên cầu rồi. Sáng kính con luôn. Đẹp lắm. Đấy, bác nào thích rẻ tiền một chút thì các bác chơi mẫu này cho em. Đó, cái mẫu này thì nó rẻ hơn. Form mắt của nó mắt dài các bác nhá, form mắt dài cầu đôi. Đấy, thương hiệu Mark Vico. Chiếc này mã 15 em đang để là 2 triệu rưỡi nhá. 2 triệu 500 ngàn đồng chốt cho em mã 15. Mỗi một kiểu nó có một vẻ đẹp khác nhau. Đấy, nên là mình thích ưng mẫu nào thì mình chốt. Đấy, 2 triệu 500 ngàn đồng chốt cho em mã 15. Đấy, và mã 16 trong phiên ngày hôm nay. Em lên nốt một chiếc Visa nữa các bác nhá. Đấy, chiếc Visa hàng mini. Đấy. Đấy, bóp như kiểu là bóp cầm tay kẹp lách. Và có khóa ở đây. Có khóa ở đây ạ. Đấy. Cái khóa ở đây mình gài vào nhá. Đấy. Mình gài vào. Mình gài vào đây. Đấy. Nếu mà mình muốn thì mình mở ra. Đấy. À, mình muốn thì mình bấm mở ra. Xong rồi mình kéo ra. Đấy. Thương hiệu của Kiss đi. Đấy, các bác nhìn bên trong này nó rất là nhiều ngăn nhá, một ngăn này, hai ngăn này, ba ngăn này, bốn ngăn này, năm ngăn này, đấy, rất nhiều ngăn cho các bác để đồ, để tiền lẻ, tiền chẵn, rồi điện thoại, rồi rất nhiều các vật dụng cá nhân, đấy. Thẻ, chứng minh thư, giấy tờ, đấy. Rất nhiều ngăn nhá, một chiếc Visa, đấy, thương hiệu Kiss đi. Đấy. Làm thiết kế thêm một cái chỗ này, cái khóa ở đây các bạn, thiết kế thêm một cái khóa ở đây. Đấy, để mình gài vào. Thích cầm tay cũng được mà thích đây. Cầm tay cũng được, luồn vào đây để cầm. Đấy, hoặc là kẹp lách cũng được, tùy. Ngang chiếc này kích thước là ngang là 20 phân nhá. Ngang là 20 và chiều dọc là 11 phân rưỡi. Đấy, 20 phân nhân với cả 11 phân rưỡi. Chiếc Visa ngày hôm nay, chất liệu là da bò các bác nhé, hàng chuẩn luôn. Đấy, của hãng Kiss đi. Đấy, hàng xưa. Đấy, em để cho các bác là 600 nhá. 600 ngàn đồng chốt cho em mã số 16. Đấy, 600 mã cuối cùng. Đấy, cái mẫu này về thì mình chỉ cần vệ sinh lại một chút, đánh xi lại cho nó mới thôi các bác. Đấy, chứ còn nó chả bị làm sao cả, tất cả mọi khóa khiếc của nó vẫn bình thường, vẫn dùng sử dụng bình thường nhé, không hỏng hóc gì. Đó. Đó. Để cho các bác nhà mình 600 chốt cho em mã số 16. Đó. Khép lại phiên video clip của shop ngày hôm nay với 16 mẫu sản phẩm đồng hồ, trang sức, kính mắt. Đó. Rất nhiều những sản phẩm độc đáo và giá trị trong phiên ngày hôm nay đã được lên sóng và giới thiệu cho các bác rồi. Đó. Rất mong và được hy vọng sẽ được đón nhận và được ủng hộ của các bác rất nhiều. Đó. Một lần nữa thì xin được chân thành cảm ơn toàn thể các bác, các quý khách hàng đã lắng nghe và theo dõi phiên video của shop ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới tốt lành, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Xin gặp lại các bác vào những phiên video clip sau ạ.